Thái Lan tay trắng rời World Cup. Dù 99% bị loại khỏi World Cup nữ nhưng đội nữ Thái Lan vẫn quyết tâm rất cao trong trận đấu với nữ Chile để giành điểm số đầu tiên trong lịch sử ở World Cup nữ. Dù vậy, với việc thua kém quá nhiều về trình độ, nữ Thái Lan đã không thể tạo nên bất ngờ. Sau 90 phút, đại diện Đông Nam Á đã để thua nữ Chile với tỷ số 0-2. Như vậy, đội nữ Thái Lan đã kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn thua. Họ ghi được một bàn và phải vào lưới nhặt bóng 20 lần. Thực tế, sự khác biệt về đẳng cấp giữa hai đội đã để thể hiện ngay sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Đội nữ Chile dồn lên tấn công mạnh mẽ. Trong khi đó, nữ Thái Lan buộc phải chơi phòng ngự số đông. Trong hiệp đấu này, đội nữ Chile tung ra tới 13 cú dứt điểm nhưng không một lần đưa bóng vào lưới nữ Thái Lan. Hàng thủ của đội bóng Đông Nam Á đã thi đấu tốt khi hạn chế được rất nhiều sự nguy hiểm của đối thủ. Dù vậy, bước ngoặt trận đấu đã đến ở đầu hiệp 2. Thủ môn Warapon Bunsing của nữ Thái Lan đã lúng túng phản lưới nhà sau cú sút của Aido. Bàn thua này khiến những toan tính của nữ Thái Lan bị đổ bể. Sau đó, nữ Thái Lan đã dồn lên mạnh mẽ để tìm kiếm bàn thắng nhưng họ thi đấu khá bế tắc. Phút 80, cầu thủ Jose Rutia của nữ Chile đã tận dụng sự lơi lỏng của hàng thủ nữ Thái Lan để nâng tỷ số lên 0-2. Phút 86, nữ Chile đứng trước cơ hội tuyệt vời khi được hưởng phạt đền. Dù vậy, Francisca Lara lại sút bóng trúng xà ngang. Có lẽ, những người Chile sẽ rất nuối tiếc cơ hội bị bỏ lỡ này bởi lẽ nó khiến họ bị loại. Nữ Chile chỉ xếp thứ 5 trong số các đội thứ ba với hiệu số âm 3, kém nữ Nigeria. Bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất là Brazil 6 điểm, Trung Quốc 4 điểm, Cameroon 3 điểm và Nigeria 3 điểm. Trước đó, người ta đã xác định được những nhất nhì mỗi bảng để đi tiếp là Pháp và Na Uy, bảng A, Đức và Tây Ban Nha, bảng B, Italia và Australia, bảng C, Anh và Nhật Bản, bảng D, Hà Lan và Canada, bảng E, và Mỹ và Thụy Điển, bảng F.